tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn 4 giờ lái xe ô tô, tọa lạc giữa thành phố của những resort sang trọng, Alepu Beach Resort and Spa, được xây dựng nằm dọc theo một bãi biển có bờ cát trắng trải dài tuyệt đẹp. Nơi đây là một thiên đường nhiệt đới lộng lẫy, mang đậm sắc xanh của thiên nhiên. Với không gian được bao bọc bởi những quang cảnh mang hơi thở của đại dương xanh ngát, kết hợp hài hòa với những mảng xanh của một chốn quê thơ mộng, Alepu Resort thật sự là một chỗ lý tưởng để thư giãn và nghỉ ngơi, giúp du khách trốn chạy sự tất bật của cuộc sống hiện đại. Gây ấn tượng đầu tiên với du khách là lối kiến trúc kết hợp độc đáo giữa nét đặc trưng rất Việt Nam và phong cách bán cổ điển Pháp. Tất cả các gian nhà đều được lợp mái lá, trần nhà bằng gỗ. Những chiếc ghế và đèn treo được chế tác từ cói với thiết kế lạ mắt. Alepu Beach Resort and Spa thật sự đã để lại một dấu ấn đẹp trong lòng những du khách đã dừng chân nơi đây. Ở quầy tiếp tân, du khách có thể bắt gặp rõ nét truyền thống Việt Nam kết hợp rất hài hòa với khanh khách Pháp xưa. Không gian rộng với những chiếc ghế gỗ đơn giản nhưng tinh tế, xen lẫn những chiếc sofa kiểu Âu mềm mại với hướng nhìn ra hồ nước thơ mộng sẽ đem lại cho du khách cảm giác thoải mái trong lúc ngồi chờ đặt phòng. Tất cả các phòng nghỉ ở Alepu bảo đảm mang lại sự thoải mái và những tiện nghi sang trọng cho du khách. Với tổng cộng 57 phòng, gồm 55 phòng suite và deluxe cùng hai biệt thự với mái tranh theo kiểu honeymoon, chắc chắn sẽ đem lại cho du khách không gian nghỉ ngơi tuyệt vời và ấm cúng. Đến với Alepu, ngoài việc được nghỉ ngơi, du khách còn được đáp ứng nhu cầu ăn uống của mình. Nằm ở trung tâm của resort,
tọa lạc ngay lầu 1, đối diện trực tiếp với bãi biển và hướng nhìn ra hồ bơi. Nhà hàng Spicy Lobster với sức chứa hơn 100 chỗ, cung cấp những thực đơn hấp dẫn đáp ứng chu đáo cho nhu cầu của du khách. Không gian để phục vụ cho niềm vui ẩm thực của du khách, Alebu cung cấp một thực đơn đa dạng với những món hải sản Việt Nam tươi sống đặc sắc bên cạnh ẩm thực phương Tây mới lạ. Không gian được bài trí lạ mắt với những chiếc ghế và đèn treo bằng chất liệu cói. Vẻ lãng mạn và ấm cúng của nhà hàng thực sự sẽ đem lại cho du khách sự hài lòng. Phía dưới Spicy Lobster là Alebu Bar, nơi thư giãn, tận hưởng những thức uống hấp dẫn và ngắm bờ biển trải dài tuyệt đẹp. Một trong những nét không thể thiếu của resort là khu vực spa. Nằm trong một góc thanh bình, lối vào spa sẽ dẫn du khách đến một chốn yên ả để nghỉ ngơi, thư giãn và cảm nhận những dịch vụ tuyệt vời. Được bao bọc bởi một khu vườn đầy hoa và cây xanh thơ mộng, lối kiến trúc mang đậm nét cổ kính của những ngôi nhà truyền thống Việt Nam. Du khách đến đây sẽ được đắm chìm trong một không gian yên bình, giúp tâm hồn được dịu nhẹ và thư giãn. Dưới sự phục vụ của nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và thân thiện, du khách sẽ chút đi được những mệt mỏi của cuộc sống thường trực. Nói, Alebu Beach Resort and Spa thực sự là một chốn thiên đường nhiệt đới sang trọng và lãng mạn. Giữa thiết kế mang đậm phong cách bán cổ điển Pháp, resort đã lồng ghép vào đó nét hồn quê dân tộc. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng đầy đủ những tiện nghi, dịch vụ cùng cung cách phục vụ tận tình, chu đáo. Nằm dù được thành lập chỉ hơn một năm, nhưng với những tiện nghi sang trọng cùng không gian mang vẻ đẹp lộng lẫy, Alebu đã hút hồn tất cả những du khách và định vị được vị trí của mình giữa hàng trăm những resort tuyệt đẹp khác. Another end.